Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sadec TV. Các bạn thân mến, thì nơi mình đang đứng ở đây là quảng trường của công viên Sadec nha, quảng trường thành phố Sadec, nơi đang diễn ra các hoạt động của festival Hoa Kiển lần đầu được tổ chức nha. Tối nay là tối 31 tháng 12 ha, cũng là ngày cuối cùng của năm 2023 nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật số hình ảnh của đêm nay bây giờ đến các bạn nha. Tối nay thì cũng có rất là nhiều hoạt động nha, như là lễ thả hoa đăng nè, rồi giao lưu chương trình nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp nha. Rồi mời các bạn cùng đi một vòng với mình để cập nhật về những hình ảnh ở festival Hoa Kiển Sadec nha. Ok nha các bạn, hôm nay là tối 31 tháng 12 nha. Đã hơn 19 giờ mà những cái dòng xe cũng vẫn đổ về Sadec rất là đông. Đây là ở cái đoạn đường của Nguyễn Tư Trinh nè các bạn. Đây các bạn thấy xe ô tô đậu đầy hai bên chân rồi đó. Đây coi đó có một cái chiếc xe khách biển số 51 rồi. Đang xuống nữa, rất là đông rồi. Rất là nhiều, rất là đông khách tham quan ha. Từ sáng đến giờ thì lượng khách đổ về phố Sadec liên tục tăng. Và cái khu vực mà tập trung đông khách tham quan nhất chính là cái khu vực quảng trường của thành phố Sadec ha. Hôm nay khu vực quảng trường xây mới 140 tỷ và đầu tư rất là nhiều, tiểu cảnh hoa rất là nhiều ha, nên là thu hút rất đông khách tập trung về đây. Mình đang đi về cái quảng trường phố này các bạn, cái nơi mà sẽ diễn ra các hoạt động chính của festival. Tối nay thì ở quảng trường sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử hò Đồng Tháp và chương trình thả hoa đăng. Đây vô tới đường Tôn Đức Thắng mà các bạn thấy xe đã đông kẹt rồi đấy. Khu vực ở đằng cổng A của công viên thì cũng rất là đông nha các bạn. Dù là 9 giờ rồi đó, các bạn thấy đông như là đêm giao thừa chứ. Đây ở phía trước các bạn thấy không? Đông nghịch rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ không có gì lạ đâu hả? Di chuyển vào hướng của quảng trường thành phố nha các bạn. Để quay một số hình ảnh ở phía trong quảng trường cho các bạn xem lượng khách nha. Sadec TV sẽ liên tục cập nhật các hình ảnh liên quan đến festival Hoa Kiển Sadec nha, để gửi đến các bạn nha. Các bạn nhớ nhấn nha, like, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo nha. Ở đây là cái khu vực hội thi sinh vật cảnh nha. Đây là hội thi sinh vật cảnh nha các bạn. Nước phẩm kiển bonsai mini, siêu mini, bonsai chung, bonsai tiểu ha. Tập trung về đây có hơn 300 tác phẩm dự thi nha các bạn. Đây ở ngoài vô thì đầu tiên các bạn sẽ được gặp những cái tác phẩm bonsai, những kiệt tác này ha. Đây nào cái này rất là đẹp ha. Còn cái khu vực bên kia chính là cái khu vực của cây cảnh nha, và hoa
những cái tiểu cảnh hoa bên kia cũng rất là nhiều ha. Đây các bạn thấy người rất là đông ha, tham quan rất là nhiều. Một lát nữa mình sẽ qua mình quay những cái hình ảnh về cái khu trưng bày, khu trưng bày các sản phẩm ô cốp ha, để các bạn xem các sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp gồm những sản phẩm nào được trưng bày ở đây ha. Đây các bạn thấy không, lượng người quá trời đông. Về năm nay thì cái quảng trường xây lại xây mới và rất là đông, cho nên đó là nó rất là rộng và lượng khách thì các bạn thấy nè. Cái bên đó là đang diễn ra cái biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp nha các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn ra ngoài cái khu ở đây ha. Cái sân khấu đêm khai mạc tối qua thì hôm nay cũng đã đang được tháo dỡ từ từ nha các bạn. Đây là cái sân khấu của đờn ca tài tử nè, sân khấu cũng rất là đẹp nha các bạn. Các bạn thấy cái lượng xe cộ mà đậu và di chuyển ở ngoài đường thì các bạn biết là năm nay thành phố Sa Đéc có một lượng khách cũng như thế nào rồi nha. Từ sáng tới giờ thì nói chung là lượng khách liên tục tăng đổ về Sa Đéc rất là nhiều, các cái dòng xe nối đuôi nhau liên tục. Ở cái khu vực bên kia là hồi nãy có thả qua đăng rồi đó các bạn, khu vực bờ hồ của đảo Phượng Hoàng ha. Các bạn thấy đây là cái lượng khách đang di chuyển bên cái khu vực của đường nội bộ ha. Hôm nay cái đường nội bộ này cũng được xây lập lại rất là lớn rộng, đi thênh thang luôn các bạn ơi. Bên đó những cái gian nhà lá đó là các cái gian hàng bày bán ẩm thực ha. Rồi đây mình quay một số cái hình ảnh về các cái gian quầy hàng ẩm thực cho các bạn xem nha. Đây giờ này cũng rất là đông rồi đó, khách đi một hồi mệt rồi cũng ăn uống thì ra đây có cái khu này nha. Để mình xem coi hoa đăng còn không nha các bạn. Đây là cái khu vực tổ chức thả hoa đăng nè các bạn. Đây mọi người vẫn còn đang thả nha các bạn, cập nhật một số hình ảnh thả hoa đăng cho các bạn xem ha. Rất là đông nha các bạn, các bạn trẻ đến đây để thả hoa đăng nè. Hôm nay ở đây được xây cái bến này rất là rộng nha, thoải mái nè, thuận lợi thả hoa đăng. Ồ rất là đẹp nha các bạn. Các bé này chuẩn bị hoa đăng xuống thả. Đây mọi người cầm một cái hoa đăng để thả đó các bạn. Thả hoa đăng thì thường thả để mang theo một cái ước nguyện ha,
cầu nguyện về điều tốt lành nào đó. Đây các bạn thấy ha, những cái ngọn hoa đang nó lấp lánh rất là đẹp nha. Chẳng chiếc hoa đăng đã được rồi, thả xuống nha các bạn. Đây rất là đông, rất là đông người dân, có các bạn trẻ đến đây tham dự cái đêm hội hoa đăng nha. Nhưng mà năm nay chỗ cái bờ này được xây dựng rất là rộng rãi nha các bạn, và có cả một cái bến đi xuống đây thả hoa đăng rất là thuận lợi ha, thuận tiện cho cái hoạt động thả hoa đăng ha. Rất là đông mà. Ở bên đó các bạn thấy có một cái nhạc nước rất là cùng ha, rất là đẹp ha. Đây nhạc nước đi, nước này nó phun theo nhạc nữa các bạn, nhạc êm dịu thì nó sẽ phun êm dịu, còn nhạc mà sôi động thì nó sẽ phun nhanh lên nha. Dưới đèn có những cái bông hồng ha, hồng cái đèn rất là đẹp. Chung là một gương xe đét năm nay đúng là quá hoành tráng và quá đẹp, sự đầu tư quá công phu và rất là lớn. Đấy, ở công viên xe đét thời điểm này thì đi đâu các bạn cũng thấy có người hết trơn, đông. Đây các bạn qua đăng. Cái này mình bán hay là mình tặng? Dạ không, mình tặng. Mình tặng luôn ha. À, mình chuẩn bị tối nay mình chuẩn bị khoảng bao nhiêu cái để mình thả? Hơn 1000 cái. Hơn 1000 cái. Các bạn cứ lấy ha. Hơn 1000 cái qua đăng nha các bạn. Xin lỗi, xin lỗi. Đấy, này được tặng luôn nha các bạn. Nhiều khách đến đây thì sẽ được rồi. À, này chỉ để một cái thùng nó gây quỹ thôi, nếu mà ai muốn ủng hộ thì có tiền vào đây ha. Thùng này là gây quỹ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây thì không có bán hoa đăng nhưng mà chỉ tặng, còn những bạn mà muốn làm từ thiện thì chúng ta có thể bỏ vào quỹ ha. Chụp bên đây coi con mọi người. Cuộc hoạt động rất ý nghĩa nha các bạn. Đọc nha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ lại cái khu ẩm thực cho các bạn xem nha. Giờ vô quay khu ẩm thực ha, cho các bạn xem đây ẩm thực ở đây nó có những cái món ăn thức uống như thế nào nha. Ở đâu bữa nay? Dạ nó số 5.000 chị ơi, đổ cho con 10.000 luôn ạ. Đây, xui cả hủ. Đây ăn nước uống nè, nước trà. Đây là bán bánh mì. Chung là các bạn đi tham quan ở Sa Đéc là không sợ đói, rất là nhiều rồi các quầy bán đồ ăn từ món ăn vặt cho đến món ăn no. Quá trời rồi. Đây có bánh ú, bánh ú hạt sen. Chả cá chiên. Thôi thôi nhà thôi nha. Đây là bán quà lưu niệm nha các bạn. Những hình ảnh các bé hoa hồng nha.
các bạn thấy rất là đẹp nha. Những cái này hình bông hồng rất là đẹp nha. Đây là hình hoa hướng dương nè, rất là dễ thương nha các bạn. Những cái quà lưu niệm chúng ta có thể đi xe đét mua những cái món quà này mang về ha, để tặng người thân ha, rất là ý nghĩa nha. Những cái nhỏ nhỏ như thế này là những cái móc khóa nè, đây móc khóa. Ngoài ra nó còn có những móc khóa dạng này nữa nè các bạn. Đây hình những cái hoa, tại vì Sa Đéc festival hoa cho nên là các cái biểu tượng cũng là hoa hết nha các bạn. Đây cái này là bé bé sen. Đây món quầy này là cái quầy chiên, đồ chiên ha, quá trời phong phú nè. Đồ ăn thức uống đầy đủ hết, đủ thứ đủ loại hết các bạn. Rồi các món món ăn đến món thức uống, khách ngồi ăn cũng rất là đông rồi ha. Đây khu vực này là khu vực dành cho ăn uống. Đây có bán bún mắm đây nè các bạn, quầy bún mắm nha. Hai phòng bún mắm nha mày đó luôn. Đây là bún mắm nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra cái khu vực ở phía trước tượng đài Bác Hồ nha. Quay số hình ảnh ở phía trước cho các bạn xem nha. Các bạn thấy xung quanh đây người là người, đi chỗ nào cũng thấy người hết. Phía sau tượng đài Bác Hồ hôm nay cũng bố trí rất là nhiều hoa nha các bạn. Còn hoa là hoa ha, chỗ nào cũng hoa hết. Các bạn xem này, vô đây thì chụp được có những cái chậu hoa. Anh nếu như trên kia là hoa được xếp thành từng thảm thì ở đây thì hoa là để theo dạng chậu thực cụm nha các bạn, để cho du khách có những bức ảnh khác nhau nữa. Thì đến với festival không có trùng lắp ha, rất là nhiều cái không gian hoa được bố trí theo rất là nhiều cái cách bố trí nha. Quảng trường hôm nay xây lại rất là đẹp, cách thiết kế từ đường nội bộ cho đến lát gạch đều rất là đẹp nha các bạn. Đây thấy rộng thênh thang luôn. Đây là ảnh nghệ thuật nha, trưng bày ảnh nghệ thuật. Đây, ảnh Sa Đéc xưa và nay. Những ảnh rất là đẹp luôn nè các bạn, những hình ảnh đẹp về vùng đất con người Sa Đéc nha, đều được chụp và trưng bày ở đây để giới thiệu đến du khách gần xa nha. Các bạn thấy nha, những cảnh đẹp ở Sa Đéc đều được tập hợp ở đây hết nha. Đây là ngôi nhà tre, đây là cúc mâm xôi, cành cỏ nhung ha. Đây là khu du lịch cánh đồng, cái này là của vườn hồng Phi Tôm, rất là nhiều nha các bạn. Có hơn 100 tác phẩm. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển qua cái khu bên kia nha. Rất đông nè các bạn. Thời tiết hôm nay rất là mát ha, buổi tối rất là mát mẻ, cho nên là đến tham quan buổi tối ở Sa Đéc thì cũng rất là ok nha. Đây các bạn thấy không, trên quảng trường
nhìn kín người, chỗ nào không có người á. Đây bữa nay có ông Tôn Ngộ Không xuất hiện nữa nè các bạn, đây có thêm Tôn Ngộ Không xuất hiện nữa nè. Mấy em nhỏ thích chụp hình với Tôn Ngộ Không. Rồi mình cập nhật một số hình ảnh buổi tối nay cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh nha. Nếu đến Sa Đéc mà các bạn không biết ăn gì, không biết đi chơi ở đâu thì các bạn có thể vô Sa Đéc TV, vô YouTube Sa Đéc TV, chọn hai cái mục danh sách khoát đó là khám phá ẩm thực Sa Đéc để xem các cái quán ăn uống ở Sa Đéc nha. Cái hai là chọn du lịch Sa Đéc để xem các cái điểm tham quan du lịch ở Sa Đéc nha các bạn. Mình có quay tất cả các video về các cái điểm đến ẩm thực, điểm đến du lịch ở Sa Đéc rồi. Các bạn quan tâm thì hãy vào đó xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Cảm ơn các bạn. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2023 nha. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi và đồng hành cùng Sa Đéc TV. Xin chúc quý khán giả của Sa Đéc TV cùng với gia đình một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video sau.